quý vị có thể hỏi bạch hòa thượng rốt giáo nghĩa nhân duyên mà ngài nói là gì lý nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước đó là pháp để bài xích tà thuyết ngoại đạo tà kiến của tiểu thừa nên pháp ấy chẳng phải là giáo lý thân diệu Cơ bản giáo lý ấy cho rằng bất luận nhân như thế nào thì duyên sẽ như thế ấy. Những người không hiểu được lý nhân duyên sẽ gọi đó là tự nhiên, đó là trường hợp nuốt luôn cả trái trà là. Nghĩa câu đó là sao? Có thể quý vị chưa biết trái trà là, nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà không cần cắn từng miếng mà nuốt luôn nguyên cả trái vậy mùi vị trái táo ra sao cũng chẳng cần biết nữa đây là ví như những người mê lầm lý nhân duyên mà chẳng hiểu gì về nó cả nên gọi đó là tự nhiên đó là một tà thuyết của ngoại đạo Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. Nay chẳng nói đến nhân duyên, chẳng nói đến tự nhiên, mà đề cập đến hư không. Hư không là gì? Nó theo vọng tưởng của quý vị mà sanh khởi ra, như bài kệ của Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi đã nói trong đoạn trước không xanh đại giác chung như hải nhất âu phát nghĩa là hư không xanh trong biển đại giác cũng như hòn bọt nhỏ trong lòng đại dương hư không ở trong bản tánh giác ngộ lớn chỉ như là bọt nước trong biển mênh mông nên nói nó xuất xanh từ vọng tưởng kinh văn A nan chi vọng xả khởi thuyết vọng nhân duyên nhược vọng nguyên vô thuyết vọng nhân duyên nguyên vô sở hữu hà huống bất chi suy tự nhiên giả. Việt dịch A nan đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân duyên vọng. Nếu vọng vốn không, thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Huống gì những người không biết, cho đó là tự nhiên. Giảng A Nan đã biết do vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. A Nan, nếu ông biết nơi sanh khởi của vọng tưởng thì ông có thể nói về nhân duyên của vọng tưởng ấy. Quý vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào không? Nếu quý vị biết nơi vọng tưởng sanh khởi thì quý vị có thể nói về nhân duyên. Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có nhưng nếu vọng tưởng không có nhân thì ông có thể nói rằng nhân duyên của vọng tưởng vốn là không vậy vốn xưa nay chưa từng có vọng tưởng vậy ông căn cứ vào đâu để nói về nhân duyên của vọng tưởng vì vọng tưởng vốn không thể tánh nó chẳng có gốc vọng tưởng ấy chẳng phải có thực tất cả các pháp đều không có tướng nhất định uống gì những người không biết cho đó là tự nhiên những người không biết lại biện bác cho đó là tự nhiên nếu quý vị còn không biết lý nhân duyên mà lại biện bác cho lý tự nhiên thì quý vị sẽ rơi vào hàng ngoại đạo điều ấy hoàn toàn không nên